6:10 sáng rồi, đường phải nói là rất là vắng. Em đang đứng ở trên một cái giao lộ, trên một cái ngã tư để em đợi, em lấy chim. Thì hôm nay là chim không có nhiều, hôm nay là chỉ có chim ở bên Nam Cát Tên. Mà nghe nói hình như đâu đó được có 7-8 vé gì đó, chứ không có nhiều. Nhưng mà được cái có hàng độc. Đó, bây giờ em đang đứng em đợi. Chút xíu xe nó sẽ tới gần cái nơi nào đó, nó sẽ alo cho em thì em chạy ra em lấy ha mọi người ha. Đó, trên một cái giao lộ ngã tư đường rất là vắng luôn á. Tình hình bữa nay nó cũng rất là căng thẳng nha mọi người nha. Các cái quận ở thành phố Hồ Chí Minh, nói chung quận nào cũng có người bị cái con virus Delta ha. Ai cũng bị hết. Ấy lộn, xin lỗi. Quận nào cũng bị hết. Vừa mới đứng quay phim cho các anh xem được, nói chung là chưa có làm được điếu thuốc nào cho nó ấm lòng hết, thì nhà xe nó đã gọi rồi. Bây giờ em cần phải cẩn thận, em đi lấy chim cho mọi người nha. Đây là một cái khu cái trường học mà bây giờ là người ta sẽ làm một cái khu cách ly tập trung đó, cái khu đó. Bây giờ em đi ngang qua một cái chợ mà cái cảnh tượng của cái chợ nó cứ nháo nhào lên, giống như là ai cũng sợ trúng dịch đó. Ở chợ bữa nay người ta cũng nói chung là buổi sáng sớm thì người ta cũng cho vô được một ít ha, chứ bình thường là xíu nữa đông đông là người ta sẽ rào lại, không có cho vô đông. Ở cảnh tượng chợ thì cứ nháo nhào lên giống như là sợ trúng dịch vậy đó. Ai cũng vậy, ai cũng tranh thủ mua bán gì cho nó nhanh chạy về nhà, chứ không thôi là bây giờ trúng dịch. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 đó. Thì như cái clip hồi sáng em cũng có nói là hôm nay là em về chim chích chơi lửa Nam Cách Tiên, thì đâu đó nó khoảng chừng 7 hay 8 bé gì thôi. Thì bên tay trái của em có 3 cái thùng, nhưng em đã ra trước một cái thùng rồi, còn 2 cái thùng ở dưới em chưa có ra. Thì em cũng có nói rồi, hôm nay có hàng độc nha mọi người nha. Bữa nay có hàng rất là độc, thì trong 2 cái lồng này em sẽ để, thứ nhất một cái lồng em sẽ thanh lý, và cái thứ hai nữa là một cái lồng em để một cái bé chích chè lửa, phải nói là rất là độc luôn. Đó, độc lắm. Bây giờ em sẽ ra chim trước, chút xíu em sẽ review lại cho các anh xem cái con chích chè lửa độc nha. Ở hàng độc thì lúc nào cũng để sau cùng ra. Còn giờ mình ra những cái hàng thường thường trước nha mọi người nha. Hàng này thường lắm chứ không có gì hết. Đây, chích chè lửa thường thôi, chim ở bên Nam Cát Tiên. Có ngày hôm qua về bao nhiêu chim? Than cò ấy lộn gì vậy? Chích chè than thì đã hết sạch rồi, bây giờ hôm nay là chỉ còn chích chè lửa thôi ha. Chim này ở bên Nam Cát Tiên, bữa nay chim ở bên Nam Cát Tiên, giống như là mọi khi em hay nói với tất cả mọi người, thì chim ở bên Nam Cát Tiên bữa nay nó rất là hiếm, nó hiếm chim lắm, do là thời tiết, thứ nhất là nó quá nóng, cái thứ hai nữa là nó lại có mưa mọi người ha. Đi rừng, các anh em nào đi rừng thì cũng biết, bữa nay tự nhiên trời đi rừng nó hay có mưa lắm. Rồi, bé này rớt hết cọng lông đuôi lao rồi. Rồi, chim này chè lửa bổi ở bên Nam Cát Tiên ha. Bé này rất là mập, nó đi rớt hay là gãy một bên nè. Rồi, chim này thì giá 240.000 nha mọi người nha. Chè lửa nè, 240.000. Em sẽ để cái bé này, hôm nay không có nhiều đâu, em để đại ha. Em để đại vô cái hộp thứ 7 thôi mọi người ha. Cái học thứ 7, bình thường thì em để than, nhưng mà hôm nay không có than, có mấy bé chè lửa thôi, cho nên em để nó vô cái học chè than luôn. Thì chim ở đây em bán là em luôn luôn em bao cho tất cả mọi người, mắt, móng, mỏ đều đầy đủ hết. Nói chung là bao tạch lỗi, không có bị thiếu móng, không móng hư, mắt không bị hư, đó, những cái lỗi đó là em bao.
Còn những cái lỗi mà ví dụ như các anh mua con chim về mà nó cho ra lồng rồi mà nó ngoái ngửa lộn ngược thì cái lỗi đó không ai bao hết, tiệm chim nào cũng vậy, thậm chí các anh đi mua chim thuộc cũng vậy nữa, mua ở khi mà các hai bên đồng ý mua bán với nhau, xem chim thỏa thuận đồng ý ok rồi mua về nhà, sau khi mua về nhà đổi lồng hay là nuôi như hay là làm cái gì đó nó hoạn thì nó tật lỗi ngoái ngửa thì cái đó không ai bán bao hết. Rồi chim này chân hồng móng trắng, đuôi rất là ngắn, bé này có đó, ngày hôm qua em có quay một cái bé chòe than cũng giống giống như này ha, bữa nay có bé chòe lửa nhưng mà cái này không phải đâu nha mọi người nha. À, đừng có hỏi, ai cũng hỏi hết, giống như ngày hôm qua có bé chòe than bé thứ ba, ai cũng hỏi bé thứ ba hết, mà rốt cuộc cái anh ở dưới Sa Đéc anh đã mua rồi, anh gọi trước anh xem và anh gọi trước rồi. Ở đây em bán chim nó em bán bằng online cho nên là cứ anh em nào gọi điện thoại chốt thì em sẽ giao người đó, chứ em không có chừa cho người thân người quen gì hết á. Đây bé này đuôi 13 năm, đuôi tôm. Bé thứ hai ha, đuôi tôm 13 năm, chân hồng móng trắng. Đó, bỏ vô ô thứ 8 nha mọi người nha. Úi, chút xíu là chui ra rồi. Đó, mấy cái bé này nó cũng rất là nhanh ha. Cái tay mình đóng cửa mà không khéo mà cái cửa nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi là cái con chim đó, nó thấy nó khôn lắm, nó thấy cái lỗ nhỏ vậy là nó chui vô liền, ấy lỗ nó chui ra liền. Đó, hai bé này ha. Đây là cái bé đầu tiên. Đó, đây là bé đầu tiên và đây là bé thứ hai, đuôi 13 năm, hơi tôm. Bạn đuôi đều 240 ngàn nha mọi người nha. Bữa nay rất là ít chim, không biết là bé con nhà em nó có sữa nó uống không rồi nè. Đây, lại bé này đuôi cũng ngắn ngắn ha. Bé này cũng đuôi ngắn. Bé này thì cái móng nó khác ha, cái móng nó đen. Bé nãy thì cái móng nó trắng, nhưng mà cái bé này được cái tướng rất là đẹp ha. Bé này tướng đẹp lắm. Tướng nhỏ xíu con à. Mũi thông nha, mũi rất là thông. Bé này bé thứ ba. Đó. Bé này chắc khỏi cần đo đuôi, 240 ngàn luôn, đuôi cũng hơi hơi phải nói là hơi tôm thôi. Bé thứ ba nha mọi người nha, hơi tôm thôi. Đó, bữa nay rất là ít chim. Ở đây em bán chim bữa giờ em bị mấy ông anh chửi hoài rồi. Ông đang chắc mấy ông anh ruột, mấy ông anh ruột ông chắc ông kêu mang tiếng anh em chứ có chim toàn bán cho người ngoài mà anh em chẳng ai mua được hết, khổ vậy đó, đâu phải sung sướng gì đâu. Bé này đuôi tôm nha mọi người nha, bé này đuôi tôm nè, đuôi tôm bản lớn mà đuôi chắc cũng ngắn thôi chứ không có dài ha. Móng đầy đủ hết nha mọi người nha. Bé này là bé thứ tư, đó, mũi rất là thông. Em luôn 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 em quay những cái clip rồi những cái mặt mũi con chim nó rất là kỹ ha. Cái này không phải chim bông nha mọi người nha, đừng có hỏi em chim bông nha. Cái này là nó dính phân nên nè, em đang chùi nó ra nè, không phải phân đâu, đừng có hỏi. Anh ơi bé đó, bé thứ hai bông, bé thứ ba bông, ai cũng chen nhau mua cái con đó nhưng mà thực tế là nó không có phải chim bông đâu. Nó dính cái phân ở mắt á. Rồi bé này 16 ha. Đúng 16 đuôi tôm. Bé thứ tư ha. Đây, bé này bé thứ tư. Đúng đuôi đúng 16 và đuôi tôm, đẹp ha. Rồi chim này thì giá là 280 ngàn nha. Rất đẹp luôn. Rồi. Đó có bốn bé thôi, thùng có bốn bé thôi. Rồi, bây giờ tới cái thùng này. Nghe nói 7 8 bé mà không biết 7 hay là 8 hay là 15. Trời ơi, coi ổng dán cái thùng kìa. Mình chưa cắt mà nó đã ấy rồi. Đây, đây, đây. Em đang mò con chim. Mò được con chim rồi. Wow. Bé này đuôi cũng tương đối dài. Đuôi hơi tô. Móng này đủ hết rồi. Bé em nhà em đang ngồi bú rồi. Ấy lộn, con em nó đang ngồi bú rồi. Ra nhanh nhanh cho nó đi bú. Đây, đuôi 19 4 nha mọi người nha.
19.4, nhưng mà một bên này thì nó bị mẹ một cái bên đuôi ha mọi người ha. Đó, cái này đuôi 19.4 nha. Đó, rất đẹp, đầu nguyên cái bông trắng to luôn nè. Bông là nó nguyên cái bông, bông này là chùi nó ra nha. Còi bé 19.4 đó giá là 800 ngàn nha mọi người nha. Còn em đang đòi bú rồi, nó vừa ra chim mà vừa quay cho bé con nó ngồi nó xem, để mai mốt nó cho nó mổ chim luôn. Đây, chim chuyền trống nha, chuyền trống rất đẹp luôn. Rồi, chuyền trống này là giá 450 ngàn nha, móng cặn đầy đủ hết, chim rất là đẹp, chim trống nha. Đó, đây là chim trống, nó ra lông báo rất là nhiều rồi. Ây da, vé chuyền trống thứ hai. Rồi, chuyền trống thì giá là 450 ngàn nha mọi người nha. Một cái vé đầu tiên này đứng trên cầu tập ghê. Rồi, vé này là vé thứ hai. Đó, cũng đồng giá 450 ngàn. Anh em chịu khó nghe clip kỹ giùm em nha. Giống như ngày hôm qua em đăng bán cái con chích cà than trống ha. 450 ngàn mà nghe sao, chim cà than trống mà chỉ có 150 ngàn. Rồi, bây giờ em sẽ thanh lý cái lồng này. Đây, cái lồng này là lồng 80, lồng chích cà lửa 80 nam. Lồng như thế nào em sẽ để như vậy, em thanh lý cho tất cả mọi người. Đây là cái lồng Hà Nội ha, giá là 800 ngàn. Đó, rất là đẹp. Đó, 800 ngàn ha, lồng còn rất là mới, rất là cứng. Không có bị hư bất cứ một cái gì hết. Đó, về chỉ việc thả chim vô thôi, cống kiết cái này nọ. Có sao em đưa cho mấy anh như vậy ha. Rồi, tiếp theo cái lồng này. Đó, cái lồng đó em thanh lý 800 nha. Lồng sao em quay sao em sẽ bán như vậy ha. Em để như vậy luôn, em không có chỉnh sửa thêm bớt cái gì hết. Ủa, sao nó nằm đây? Đây, giới thiệu với tất cả mọi người. Đây, bé chích chè lửa bông. Đuôi nó khoảng chừng 18 mấy gì đó. Trời ơi, bé con em nó la quá, con chim nó nhảy. Đó, chè lửa bông ha. Chim này thì các anh nhìn ở ngoài nó thực tế nó sẽ đẹp hơn, do là mình quay clip nó nhảy cho mình không có thấy hết được cái vẻ đẹp của nó ha. Bông bông cũng khá nhiều. Đây, chè lửa bông ha mọi người ha. À, cái chim này thì em không bán, chim này em dự định là em sẽ nuôi ghép sinh sản ha. À, vừa qua thì em cũng đang nói với lại những anh em thợ bẫy thì cũng có bắt được cái con chim chè lửa mái và một cái con mà nó đi chung với lại cái con bạch tạng cũng đã bắt được rồi. Nhưng mà bây giờ anh em thợ bẫy thì đang đi tìm cái con chim cha của con chim bạch tạng đó. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới sức khỏe bình an. Rồi, để bây giờ em đi cho con em nó bú cái đã. Ok.